Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với mình. Thì hôm nay á, mình sẽ hướng dẫn mọi người móc mặt cắt của quả bơ nha. Đó. Thì mình có là cái hạt thì thường thường nó là màu nâu á. Nhưng mà mình không có màu nâu nên là mình sẽ móc màu này ha. Rồi, chúng ta tiếp tục móc một hàng tiếp theo để mình hoàn thành được cái hạt của quả bơ nha các bạn. Cứ tương tự như này, mình sẽ tạo được một vòng tròn màu đen ha, để mình có thể làm cái lót quả bơ nha các bạn ơi. Nó cũng khá là đơn giản, các bạn cứ móc từ từ như này sẽ xong thôi ha. Chẳng có gì mà khó cả đâu nhé. Đấy, cứ từ từ như vậy. Rồi, chúng ta sẽ nối hàng lại thôi ha. Vậy là đã xong một hàng tiếp theo rồi này. Đây, các bạn có thể thấy, vậy là chúng ta đã xong cái hàng tiếp theo rồi. Ta đã. Đấy. Rồi, chúng ta lại tiếp tục móc với màu này nha. Màu vàng để tạo cho cái thịt á. Cái màu vàng này là cái thịt của quả bơ ha. À, chúng ta sẽ nối lại này. Chúng ta nối lại, chúng ta lên một móc xích ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc tương tự như là móc màu đen vậy, nhưng mà mình sẽ thay đổi màu thôi. Đấy, để cho cái quả bơ nó có cái phần thịt của nó thôi ha. Đấy, chúng ta cứ móc từ từ như vậy. Chúng ta thích thì chúng ta sẽ thêm một mũi vào ha. Đây là mình cắt 1, 2, 3. Mũi thứ tư mình mới thêm mũi nha các bạn. Các bạn lưu ý là mũi thứ tư mình mới thêm luôn ha. Hai này các bạn. Mũi thứ ba. Rồi mũi thứ tư này, thêm vào một mũi này. Đây, các bạn có thấy là nó đã hòa hợp ở bên đây rồi này. Đó, khá là hợp ha. Tiếp tục này. Một này, hai, ba, bốn. Rồi cứ mũi thứ tư các bạn sẽ tăng một mũi này. Tiếp này, một này các bạn, hai, ba, bốn. Như kiểu mắc khóa hướng dương ấy các bạn nhỉ. Tại cái này mình mắc trước nên là mình sẽ khở ra này. Đó. Tiếp này các bạn, một này, hai này, ba này, bốn. Một ha. Rồi, mình đã móc xong cái này rồi này. Bây giờ mình sẽ trượt hàng và nối nó lại nhé. Trượt và nối lại này. Đó, mình đã tạo được một cái hình tròn tiếp theo. Các bạn thấy như nào? Khá là xinh ha. Nhìn nó như kiểu à, nhìn nó kiểu như nhiều cái bông hoa hướng dương đó các bạn. Đấy, bông hoa hướng dương mình cũng móc như này. Các bạn có thấy không? Có một điểm rất là đặc biệt ở móc và đáng là
những mũi đau nó sẽ giống như nhau hết đó. Đó, hình tròn thì nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Rồi mình có thể biến tấu thêm để mình tạo thành những hình dạng khác nhau ha. Đấy, khá là dễ và đơn giản đúng không? Rồi mình móc tiếp tục những mũi móc đơn tiếp này. Mình đi những mũi móc đơn ha. Những mũi móc đơn của mình. Mình sẽ tăng một mũi ở đây này. Vậy là 1 2 3 4 5. Mũi thứ 6 mình sẽ tăng nha các bạn. Tiếp tục này. 1 này ha. 2 3 4 và 5. Đây, mũi thứ 5. Mũi thứ 6. Mũi thứ 6 mình sẽ tăng này. Tăng là như nào hả các bạn? Tăng sẽ là một chân mình sẽ móc hai mũi. Đó, móc nhiều hơn một mũi đó gọi là tăng mũi nhá. Tăng số mũi lên ấy. Rồi lên hàng trên là mình sẽ được số chân nhiều hơn đó các bạn. 3 4 5 tăng ha. Đây các bạn có thể thấy được. Tiếp tục. Móc tiếp ha. 1 5 và móc sẽ lên 2 này. Đó. 3 4 và 5 sẽ tăng mũi nha. Các bạn thấy như nào? Khá là dễ đúng không? Tiếp tục này. 1 này. 2 3 mình sẽ tăng luôn ha. Và vào đây nữa này. Vậy là mình đã tạo được một cái hình tròn tiếp theo, các bạn có thể thấy được đây. Đó, hình tròn tiếp theo của mình đó các bạn.